Chúng ta sẽ cùng nhau thực hành về cấu trúc điều kiện. Trước khi thực hành cấu trúc điều kiện, tôi sẽ giới thiệu với các bạn một câu lệnh menu. Giả sử tôi có ví dụ về câu lệnh menu như sau. Đây là chuỗi ký tự đầu tiên, chuỗi ký tự thứ hai. Và chuỗi ký tự thứ ba. Ở đây tôi có thể thêm vào các chuỗi ký tự nữa, nhưng tôi chỉ cần dùng 3 chuỗi ký tự để làm ví dụ thôi. Khi tôi thực hiện câu lệnh này, các bạn thấy là trên chương trình nó sẽ xuất hiện một cái menu. Và cái chuỗi ký tự đầu tiên ấy sẽ xuất hiện ở phía trên cùng này. Rõ ràng là chuỗi ký tự đầu tiên sẽ có tác dụng là hướng dẫn cho người dùng. Chuỗi ký tự thứ hai sẽ là cái nút thứ nhất và chuỗi ký tự thứ ba là nút thứ hai. Tương tự như vậy, chuỗi ký tự cuối cùng là nút cuối cùng. Khi các bạn click vào nút đầu tiên, sẽ trả về một giá trị bằng 1 cho biến A. Và khi chúng ta click vào các cái nút tiếp theo, sẽ trả về các giá trị tương ứng bằng 2, bằng 3 hoặc bằng 4. Rõ ràng như vậy, ở đây chúng ta có thể thấy là các chuỗi ký tự chỉ có tác dụng hiển thị thôi, còn giá trị trả về là do người dùng click vào các cái nút này. Bây giờ chúng ta sẽ có một chương trình, để vẽ đồ thị các hàm lượng giác dựa vào cấu trúc điều kiện. Tôi sẽ tạo ra một ví dụ mới và tôi sẽ copy cái câu lệnh menu này. Sang cái phần script của tôi. Chúng ta sẽ để comment chương trình vẽ đồ thị hàm lượng giác. Ta sẽ lưu là ví dụ 16. Ok, như vậy là chúng ta đã có các giá trị khởi tạo đầu tiên và giá trị sẽ trả về cho biến A. Mục tiêu của tôi là khi chúng ta click vào nút sin thì chương trình sẽ vẽ đồ thị hàm sin. Thế thì để vẽ đồ thị hàm sin thì các bạn đã biết rồi. Chúng ta sẽ dùng hàm plot và dùng hàm sin. Thế thì làm sao để chương trình có thể hiểu được là chúng ta đang click vào nút nào? Tôi sẽ sử dụng cấu trúc điều kiện if và tôi sẽ so sánh A với 1. Đầu tiên là A với 1. Nếu như A bằng 1 có nghĩa là người dùng đang click vào nút sin. Thế thì khi người dùng click vào nút sin, tôi sẽ có một chương trình để vẽ đồ thị hàm sin. Để vẽ đồ thị hàm sin, tôi sẽ cho t của tôi là biến thời gian chạy từ trừ pi. Bước của tôi sẽ để là 0,1 và cho đến pi. Và tôi sẽ dùng hàm plot. T, sin của t. Tôi sẽ để là màu đỏ cho nổi bật. Và ta sẽ có cái gì? Ta sẽ dùng các câu lệnh khác, ví dụ như là grid on. Các bạn có thể thêm các câu lệnh, ví dụ như x label hay là y label hay là title vân vân. Chúng ta sẽ để đây là thời gian. Và đây y label tôi sẽ để là biên độ. Giả sử như thế. Các bạn có thể lấy các cái ví dụ khác của các bạn. Rồi, vậy thì khi mà A bằng 1 có nghĩa là khi người dùng click vào nút sin, chương trình sẽ thực hiện cái đoạn code này, tức là vẽ đồ thị hàm sin. Vậy thì khi người dùng không click vào nút sin, chúng ta sẽ có các trường hợp khác và tôi sẽ dùng cái từ khóa là else if và tôi sẽ so sánh A với mấy ạ? A với 2. Nếu như A bằng 2 có nghĩa là người dùng click vào nút cosin, tôi sẽ copy cái đoạn chương trình này. Và chúng ta sẽ thay từ sin là chúng ta sẽ vẽ hàm cosin. Và tương tự như vậy, trường hợp cuối cùng, thế thì chúng ta có cần dùng từ khóa else if không ạ? Không đúng không? Chúng ta sẽ dùng luôn từ khóa else và chúng ta sẽ vẽ đồ thị hàm. Tôi sẽ thực hiện chương trình để các bạn có thể thấy. Các bạn có thể thấy chương trình của chúng ta đã hiện ra một cái menu và khi tôi click vào nút sin, chúng ta sẽ có đồ thị hàm sin. Và khi chúng ta click vào nút cosin, chúng ta sẽ có đồ thị hàm cosin. Hoặc chúng ta click vào nút hàm tan, chúng ta đồ thị hàm tan. Vậy thì các bạn có thể tự thêm cho mình vào đây các từ khóa, ví dụ như hàm hàm log, tức là hàm logarit của x, thì chúng ta sẽ vẽ đồ thị hàm x. Thế thì khi chúng ta thêm một từ khóa thì chúng ta sẽ lại kiểm tra giá trị của a bằng 3 thì chúng ta sẽ làm cái điều này. Và cái trường hợp còn lại có nghĩa là lúc này chúng ta thêm một từ khóa else vào đây. Chúng ta thay hàm tang bằng hàm loga và chúng ta thực hiện chương trình. Xin lỗi các bạn, là hàm loga của t chúng ta sẽ có cho giá trị t là chúng ta sẽ cho giá trị t là từ 0 ạ, 0.1, bước là 0.1 cho đến thay vì pi tôi sẽ để 100.
Các bạn có thấy đã xuất hiện một cái nút mới là nút logarit của x. Khi tôi click vào nút này, chúng ta sẽ có đồ thị của hàm loga. Hoặc các bạn có thể thêm, các bạn có thể sử dụng hai cấu trúc menu. Giả sử chúng tôi có hai biến, biến A và biến B. Tôi sẽ làm như sau. Đây chính là phần đầu tiên do người dùng lựa chọn. Đầu tiên là tôi sẽ dùng hàm menu, và trong cái hàm menu này tôi sẽ bỏ trống cái từ khóa đầu tiên, tôi sẽ chỉ quan tâm đến hai cái từ khóa tiếp theo thôi, ví dụ như là các hàm lượng giác này, các hàm lượng giác, từ khóa thứ ba là các hàm đại số. Khi người dùng, mục tiêu của tôi là khi người dùng click vào cái nút các hàm lượng giác thì nó sẽ hiển thị ra menu B, menu thứ hai. Vậy thì chương trình của tôi ở đây, tôi sẽ cần phải kiểm tra giá trị A. Nếu như A bằng 1 thì tôi sẽ chạy cái menu này. Nếu như A bằng 1 tôi sẽ chạy menu này. Thế thì tôi sẽ cho câu lệnh B vào đây. Trong câu lệnh B, chúng ta mới bắt đầu kiểm tra các cái giá trị của B. Lúc này chúng ta sẽ thay đổi vai trò của A với B. Tôi sẽ cho B kiểm tra B. Nếu như B của chúng ta bằng 1 và tôi sẽ thêm một từ khóa N vào đây. Từ khóa N này chính là cái từ khóa của cái từ khóa if đầu tiên là A bằng 1 này. Ok. Nếu như B bằng 1 thì chúng ta sẽ vẽ đồ thị hàm sin. Nếu như B bằng 2 thì vẽ đồ thị hàm cosin. B bằng 3 thì đồ thị hàm tan. Chúng ta bỏ đi một đồ thị. Và chúng ta không cần cái điều kiện này nữa. Các bạn có thể để cũng được. Rồi, cái trường hợp thứ hai là khi người dùng click vào nút các hàm đại số. Thế thì chúng tôi sẽ thêm một từ khóa else vào đây. Và chúng ta cũng tương tự, chúng ta hiển thị ra. Chúng ta dùng cái menu thứ hai. Tôi vẫn để là biến B, lúc này không ảnh hưởng gì nhau. Vẽ đồ thị các hàm thay vì lượng giác tôi để là đại số. Tôi có thể để hàm logarit của x, và hoặc là hàm thứ hai là hàm e mũ x chẳng hạn thế. E mũ x. Và chúng ta cũng làm tương tự như thế, chúng tôi sẽ copy đoạn chương trình này. Nếu b bằng 1 thì tôi sẽ vẽ hàm logarit của t, và trường hợp còn lại là nếu b bằng 2 thì tôi sẽ vẽ hàm e mũ t. Như vậy là chương trình của chúng ta đã ok. Tôi sẽ lưu chương trình lại và chạy chương trình. Các bạn có thấy là cái menu đầu tiên của tôi đã được hiển thị ra. Có hai nút là các hàm lượng giác và các đại số. Nếu như người dùng click vào các hàm lượng giác, nó sẽ hiển thị ra một cái menu thứ hai. Đó là cho phép người dùng chọn các hàm lượng giác này, sin, cosin hay tan. Chúng ta sẽ click vào đây, vẽ hàm sin. Tôi sẽ lại chương trình đối với cái trường hợp thứ hai là các hàm đại số, hàm log x hay hàm e mũ x. Vâng, chúng ta sẽ click vào đây, e mũ x. Và như vậy là các bạn có thể thấy là khi chúng ta sử dụng các cấu trúc if and lồng vào nhau, cộng thêm các từ khóa else if và else, rõ ràng là khả năng của chương trình chúng ta đã tăng lên, và chúng ta có thể chia nhỏ các cái trường hợp này ra. Với A bằng 1 rồi chúng ta sẽ có 3 trường hợp, B bằng 1, 2, 3, hoặc là với A bằng 2 chúng ta lại có các trường hợp B bằng 1, 2, 3, vân vân. Như thế thì chương trình chúng ta sẽ tăng lên. Các bạn có thể thêm vào các cái chia nhỏ hơn nữa, ví dụ như C hay là D. Chúng ta thêm vào các cái nút menu để chúng ta mỗi lần chúng ta click vào thì chương trình sẽ tạo ra một cái menu mới. Rõ ràng là nó sẽ rất tiện lợi khi chúng ta lập trình cho người dùng lựa chọn những cái này thì nó sẽ dễ dàng hơn.